Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG G8 Hàn của em. Thì nếu các bác nào mà mới mua một cái điện thoại bất kỳ nào đó, không chỉ riêng LG đâu nhá, thì em nghĩ là đầu tiên các bác sẽ nghĩ tới là phải mua một cái ốp lưng và dán một cái gì đó cường lực lên cái màn hình trước này. Mục đích để mà bảo vệ cái máy của các bác nó mới và nó an toàn ấy. Thì nếu như các bác nào mà có điều kiện và muốn trải nghiệm một con máy nó tốt nhất, nó tuyệt vời nhất và nó chân thực nhất ấy, thì các bác nên để trần hết, để trần không ốp lưng gì cả, không dán một cái gì cả. Tuy nhiên ấy, nếu như các bác mà không có bảo vệ cho nó cái gì thì đương nhiên các bác phải chấp nhận là cái mặt lưng nó sẽ bị xước kiểu kiểu như này này. Đấy, các bác thấy này, cái mặt lưng của em nó xước khá là nhiều vì em cũng ít khi dùng ốp đó, và cái mặt trước nó cũng có thể bị xước. Tại vì bây giờ các hãng điện thoại bảo là mặt lưng bằng kính Gorilla Glass 5 6 gì đấy, mặt trước cũng thế, nhưng mà thực ra thì cái việc chống xước của cái mấy cái kính cường lực đấy nó không, em thấy là nó không phải là tuyệt đối và không phải là ngon lành cho lắm, và nó vẫn bị xước trong quá trình sử dụng hàng ngày các bác ấy, nó vẫn bị xước thôi. Cho nên nếu bác nào mà cẩn thận ấy, thì nên dán cho nó một cái gì đó và nên ốp cho nó một cái gì đó. Còn các bác nào có điều kiện thì để trần dùng nó thích lắm, cầm nó tay nó mát mẻ để nó thoải mái, cầm nó gọi là nói chung là cầm nó sướng và nó chất. Đấy, tuy nhiên ý, thì đây, trong quá trình sử dụng mà không dùng ốp máy của em ấy, thì các bác có thể thấy này, nó bị rơi một phát này. Đấy, và nó bị bể cái màn hình chỗ này này. Đó, bể màn hình chỗ này, góc chỗ như này này. Đó. Tất nhiên là nó sẽ mất thẩm mỹ rồi. Và mặt lưng thì nó xước từ lưa luôn. Đấy. Thì nếu như các bác nào mà muốn trải nghiệm nó ngon nhất thì để trần thôi nhá. Còn đương nhiên là chắc chắn nhiều bác hoặc là rất là nhiều các bác sẽ phải ốp cho nó và dán cơ lực cho nó. Thì trước tiên về cái dùng ốp ấy, thì em khuyên các bác là dùng cái ốp nào ấy mà nó có thể che được toàn bộ cái khung viền đi. Toàn bộ khung viền đi nhá, và nó dày dặn một chút. Thì em chỉ có dùng cái ốp silicon đều đều này thôi, mua mấy chục nghìn thôi, 50 nghìn thì phải, 50 nghìn mấy cái ấy. Thì cái ốp này ấy, nó có nhược điểm là sau một thời gian nó ố vàng đi và các bác tẩy rửa nó khó. Thì tốt nhất nếu các bác dùng cái ốp này ấy, thì các bác mua mấy cái vào để thay thế. Thì cái ốp này nó có ưu điểm là nó rẻ và nó ôm được toàn bộ cái khung viền của mình. Đấy, đấy. Thì trong quá trình sử dụng cái ốp này em cũng đã bị rơi một số phát rồi. Thì đây, em sẽ show cho các bác biết là cái nó rơi thì nó như thế nào. Đây, các bác có thể thấy này, nhìn thấy không? Đây, nó bị rơi một phát ở chỗ này. Cái ốp này nó bị gần như đứt cái ốp luôn đấy các bạn. Và nó gây cái ảnh hưởng đến cái đây này, đến cái khung viền chỗ này này. Đó, nó bị lõm vào một tí. Đấy. May mà có cái ốp này không thì có khi là nếu không có ốp thì nó sẽ vỡ màn hình luôn rồi. Thì đấy, thì các bác nên mua cái ốp nào mà nó có cái góc này này, nó dày dặn hơn một tí. Đấy, những cái góc nó dày dặn hơn một tí để nó mục đích là các bác khi mà rơi, ví dụ như kéo từ túi quần ra nó rơi xuống đất hoặc là trên độ cao nào đó rơi xuống, nó cũng sẽ bị ít bị ảnh hưởng đi. Đấy, thì như em dùng cái ốp này thôi, không cần phải ghê gớm lắm, cho nó rẻ tiền. Đấy. Đương nhiên là các bác dùng cái ốp nào càng xịn thì giá tiền nó càng đắt thôi. Đấy, còn tiếp theo ấy là về cái cường lực ấy, thì trên thị trường hiện nay ấy, có rất nhiều các loại cường lực hoặc là dán đề can. Đấy, thì các bác có thể là dán đề can full cái lưng cũng được, nhưng mà nhược điểm của cái dán đề can ấy thì là nó sẽ để lại cái vết hằn hằn hằn, kiểu là cái vết vuốt vuốt của cái đề can nó không đẹp đẹp cho lắm. Thì các bác có thể là dán thêm dán cái khác, gọi là cái dán cái skin ấy. Tuy nhiên thì dán skin ấy, thì các bác khi mà các vuốt những cái điểm tiếp giáp của skin ấy, tại vì skin người ta cứ dán không thể là dán full được hết toàn bộ cái máy này, ví dụ đến điểm chỗ này chẳng hạn, chỗ hết cái mặt lưng này người ta phải cắt đi, người ta phải cắt đi để mà dán cái viền nữa, thì khi mà các bác rờ các bác vuốt vào đây này nó sẽ bị cấn bị gợn và sau một thời gian sử dụng nó có thể bị bong ra, bong chóc ra. Thì cái skin hoặc đề can em cũng đã từng dán rồi, nó sẽ không được y như ý muốn đâu, thì nó chỉ là đẹp đẹp tí thôi, chứ cần dùng một thời gian nó khi các bác rờ vuốt vào đây em thấy là nó khá là khó chịu đó.
Thì còn về cái cường lực ở phía mặt trước này thì các bác có thể dán rất nhiều loại. Trên thị trường có nào là cường lực mềm này, dán dẻo này, dán PPF này, rồi dán cường lực UV này, rồi cường lực thường, đó cường lực phun viền, nói chung là rất là nhiều. Thì như em đã từng dán cái cường lực go này này, đây đây em có dán và em lột ra rồi đây, đây là cường lực go nhé, đây này. Thì ưu điểm của cái miếng dán cường lực go này này là nó là cái loại dán mềm, rất là mỏng và dễ dán nữa, thì các bác là người dùng bình thường cũng có thể dán được. Và nó gần như là nó gần như phun hết từ cái cạnh cong này này, từ cái gần như cái màu đen này này để ra đến hết viền luôn, hết một tí luôn. Thì ưu điểm của nó là nó gần như là phun màng luôn, thì dán cái đấy rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì khi các bác thao tác mà vuốt vuốt từ cạnh kiểu quay trở lại như này này, quay trở lại như này thì nó vẫn vẫn bị cấn vào cái cường lực go đấy nhá, và sẽ gây cho các bác cảm giác nó khá là khó chịu đấy. Và cái ngon hơn nữa là cái cường lực mà gọi là cường lực dẻo ấy, thế đây này, nó là cường lực này này đấy, đây này, nó là cường lực dạng dạng như này này đấy. Thì cái cường lực này ấy, nó còn mỏng hơn cả cái cường lực go vừa nãy nữa, và nó gần như nó phun viền hoàn toàn hơn, nó phun hết một tí luôn. Tuy nhiên thì nó khá là khó dán, em dán cái này phải nói là bị hỏng mấy phát luôn, và rất là khó dán cái này. Và cái dán cái này nữa là nó sẽ để lại cái vết hằn ở trên cái màn hình ấy, cái miếng dán đấy, cái vết mà các bác khi mà các bác dán các bác phải vuốt đi ấy, nó để lại vết hằn. Khi các bác nhìn nghiêng nghiêng ấy, nó sẽ thấy cái vết hằn đấy. Tuy nhiên là cái miếng này thì cảm giác các bác là dán kiểu như không dán ấy, nó nếu như bác nào mà dán dán xịn, dán dán tốt ấy, thì em thấy nó khá là tuyệt vời cái miếng dán này này. Tuy nhiên thì em cũng dán được một thời gian cũng không dùng nó nữa, vì cái miếng dán này nó bám vân tay khá là nhiều, nó không như miếng go kia đâu. Miếng go kia thì bám vân tay ít hơn đấy. Còn cái miếng mà các bác hay dùng nhất hiện tại bây giờ ấy là cái miếng cường lực UV như thế này này đấy. Thì em cũng có mấy clip mà hướng dẫn các bác dán đấy, tuy nhiên là dán thì em dán không thành công tại vì em để nắng ngoài nắng quá. Thì các bác dán cái miếng này ấy, thì nó rất là dễ thôi, các bác vào trong nhà mà dán nhé. Thì clip hướng dẫn dán thì các bác cứ xem trên mạng thôi, rất là dễ. Và cái miếng này giờ nó rất là phổ biến. Tuy nhiên ấy, thì cái miếng này nó cái chất lượng của miếng dán này giờ nó rất là hỗn loạn luôn, có nơi thì dán tốt, có nơi thì dán rất là dở. Cái keo này này nhiều khi là dán nó không ăn chẳng hạn, hoặc là dán nó bị dính chặt quá. Khi các bác mà muốn thay thế cái miếng dán cường lực này thì các bác phải cậy phá nó rất là khổ, và nhiều khi các bác dán mà không có kinh nghiệm ấy, cái keo UV này nó còn chảy vào cái lỗ loa ở trên loa thoại ở trên này này. Nói chung là cái máy G8 này thì không có cái loa thoại, nhưng mà còn V50 hoặc những con khác ấy thì nó có cái lỗ loa thoại ở trên này. Thì các bác khi có dán cái này các bác nhớ là phải lấy băng keo các bác bịt cái loa lại, không thì không may là cái keo này nó sẽ bị chảy vào loa đấy. Thì cái cường lực này ấy, hiện tại là nó chống xước là tốt nhất, em đánh giá nó là chống xước tốt nhất. Tuy nhiên ấy, thì nó cái việc mà nó phun ra hết màn hình ấy, thì là hoàn toàn không có nhé, nó chỉ phun được một phần nào đó thôi, nó không thể phun hết được cái phần đen của mình ở đây luôn, nó chỉ phun đến tầm nửa nó thôi. Tuy nhiên nó vẫn có cái độ cong, hơi cong cong ấy, nó hơi cong cong kiểu 2D ấy, nó cong vào một tí, nhưng mà cái cong đấy nó vừa phải thôi, nó ít. Và khi mà các bác dán cái kính cường lực UV này, có một điều các bác phải chấp nhận đó là khi các bác vuốt từ cạnh về như này này, vuốt vuốt kiểu vuốt từ cạnh về này, nó cực kỳ nó khó chịu luôn, nó vướng vào cái kính UV đấy. Mà cái kính UV đấy nó rất là cao, nó dày đấy. Khi các bác mà dán vào ấy, nó các bác lên Android 10 rồi mà, thì các bác có cái thao tác là vuốt từ cạnh để trở về ấy, thì các bác khi mà vuốt như thế nó cấn vào rất là khó chịu luôn đó. Và em cũng dán được nó được mấy hôm em phải bóc ra luôn, còn cách dán thì nó cũng dễ thôi đấy. Đây là cái kính UV nhé. Còn có một loại kính nữa ấy, đây này, giả nó lại cái loại kính kiểu kiểu như này này, nó không phải là kính UV nhé. Sao đây ít hình thế nhỉ,
Đây để em tìm cho nhé. Cường lực này. Đây này. Các bác nó có một loại kính kiểu như này nữa. Nó không phải là cái keo nước UV nhé, mà là keo khô. Thì các bác cái này thì dễ dán nhất, các bác chỉ về bóc cái miếng này ra là các bác dán được thôi. Đây này, các bác bóc miếng này ra các bác dán được ngay thôi. Nhưng mà cái miếng này ấy, thì nó cũng như cái kính cường lực UV kia thôi, nó không thể phun hết màn được. Không không phun hết màn đâu nha. Shop nào mà nói là mẹ phun hết màn là cái thằng đấy nói láo đấy. Nó không phun hết màn đâu, nó cũng chỉ được tí tí này thôi. Có nơi ấy, thì là nếu các bác mà không nhìn được hình thực tế ấy, có khi là nó chỉ dán, nó gần như nó không che được hết cái phần hiển thị luôn, nó còn nọt thỏm vào cái phần hiển thị này nữa, trông nó rất là ngớ ngẩn, trông rất là buồn cười luôn. Và có một điều nữa là nhiều khi là nó không bo cong ấy, nó không bo cong cái cạnh viền này này, dẫn đến là thứ nhất là nó bị hụt này, và nó, các bác mà vuốt vuốt cái cạnh bên vào ấy, nó cũng cực kỳ là khó chịu luôn. Đó. Nó còn khó chịu hơn cả miếng UV kia luôn ấy. Đấy, và nhiều khi là miếng này nó hay bị kiểu là nó bị bong bóng ấy, nó bị không dính ấy. Nhất là những cái cạnh viền này này, nó không dính ấy. Đấy, một thời gian hoặc là một thời gian nó bị bong tróc lên. Đấy, thì thường thường người ta sẽ cho kèm các bác là cái miếng bên cái lọ keo mà chét vào cái phần cạnh này để hạn chế cái tình trạng mà bị bong tróc lên ấy. Đó. Và ngoài ra ấy, còn mấy đây cái kính cường lực mà nó không được, nó không bo cong luôn nhé. Thứ nhất là nó không bo cong một tí nào ở cái hai cạnh viền này, nó chỉ lọt thỏm ở trong phần này này. Thì các bác mua cái này gọi là chỉ để mua để mà chống cháy, hoặc là mua ví dụ các shop hay hay mua kính này để mà dán cho nó qua loa ấy. Thì các shop hay mua hay tặng các bác cái kính này này, rất là tởm luôn. Thật sự là em thấy cái kính này nó cực tởm luôn đó. Thì đấy là cái phần mà dùng ốp và kính cường lực ấy. Thì tất nhiên ấy, bây giờ các bác muốn dùng cái kính cường lực tốt nhất hiện tại, bây giờ em vẫn khuyên các bác nên dùng cái kính cường lực keo UV nước nhé. Thì tại vì cái kính đấy nó cho các bác cảm giác nó cái, thứ nhất là cái trải nghiệm nó không khác gì mình đang vuốt trên cái màn hình thật này của điện thoại đâu. Không 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 khác gì cái việc mà mình đang vuốt trên cái màn hình không dán gì cả. Thậm chí cái màn hình mà không dán gì này nó còn để lại dấu vân tay nhiều hơn là việc mà mình dùng cái kính UV ấy. Cái kính UV nó cho cái độ bám vân tay nó ít hơn đấy. Và cái đấy nó cũng 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 rẻ mà, nó cũng rẻ mà đấy. Đấy, ok, thì hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho được các bác là dùng cái ốp như nào và dùng cái cường lực như nào ấy. Thì em nghĩ là như này này, cái điện thoại LG nhà mình ấy nó cũng không phải là đắt nữa rồi, nó cũng khá là rẻ thôi. Thì như đối với cách em sử dụng nhé, thì em chỉ mua mỗi cái ốp dở hơi này thôi. Đấy, em mua ba bốn cái ấy. Em mua 50.000 được ba bốn cái ấy. Thì nó ố vàng ấy, thì em bỏ nó và thay cái khác. Còn cái dán cái trước này này, cái màn hình trước này này, em không dán một tí nào luôn. Đấy, em không dán một tí nào luôn, để trần luôn. Khi nào đi làm ấy thì em ốp cái này vào thôi. Đấy, ốp này vào. Còn về nhà thì em bỏ nó ra, về nhà thì bỏ ra dùng dùng này cho thích. Đấy, về nhà mình sợ gì mà phải ốp nữa đâu các bác. Đấy, ok. Thì hy vọng là cái video sẽ giúp ích cho các bác được phần nào đó. Rồi, chào các bác nhé.